Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Jim xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng Jim sẽ đổ đèo rú cạo quý vị. Chỗ này bây giờ trên đường Hải Đăng, nhưng mà cái hẻm Hải Đăng nhưng mà không biết gọi là tên gì. Trên cái núi nhỏ quý vị, ở đây có những cái hang nhỏ nhỏ trên núi. Cái hẻm này hẻm Hải Đăng, hẻm số 2 đường Hải Đăng quý vị. Nhưng mà cái này thì chưa có tên, nhưng mà Jim sẽ gọi tạm gọi là rú cạo thôi. Tại vì trên đây có một cái địa danh, cái quán tên là rú cạo. Bây giờ xin mời quý vị ta cùng sẽ tham quan đèo rú cạo của Jim quý vị. Đây có quán này nè quý vị, đây quán cà phê 24 ngoài Hải Đăng wifi miễn phí. Đấy, chỗ này có tên rú cạo nè. Bây giờ Jim sẽ đi dọc đi xuống khu vực cái đèo gọi là tạm thời gọi là đèo rú cạo đấy quý vị. Đây điểm này là cái điểm Jim nghĩ trong tương lai quý vị sẽ rất nhiều bạn trẻ sẽ khám phá cái cung đường này thôi. Thì vì khu này rất là đẹp quý vị, ngắm cảnh toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu rất là đẹp quý vị. Đây con đường thì mời quý vị ta cùng thưởng thức nha. Đây đi chậm chậm cũng rất là đẹp quý vị. Ở đây hai bên hai hàng cỏ lau và cái màu xanh này là màu xanh rất là thích quý vị, màu xanh cây cỏ nè, màu xanh rất là đẹp. Cái gì quý vị chúng ta lên đây thì thay vì quý vị mới đi được Hải Đăng ta đi lên kia, thì bây giờ mình đi lên đây có cái quán đây quý vị, nó đây đây quý vị, đây nhìn biển rất là đẹp quý vị, đây, biển rất là tuyệt vời luôn. Biển một bên em một bên luôn, một bên là biển một bên là vách núi quý vị, đây, rất là đẹp nha. Thì cung đường này đi rất là tuyệt vời luôn quý vị. Đi xuống. Nếu mà đi tốc độ nhanh thì Jim nghĩ tầm khoảng chỉ 5 phút mà lên tới đây, từ khu vực ở chân núi chỗ quán cà phê Mr. Cat quý vị. Vì đi thẳng lên rẽ phải, thay vì mà rẽ trái lên cái chỗ cái đỉnh Hải Đăng thì nó rẽ phải lên đường này vì chạy thẳng một mạch thôi. Xong lên gặp ngã ba gặp cái đường nhựa là rẽ trái. Tại vì nếu mà bị ôm luôn cái đường xấu á, tức là hai con đường đẹp và đường xấu, thì đi con đường xấu là quý vị sẽ đi qua cái đường kia đường cùng vô rung rừng, thì đường đẹp thì quý vị sẽ lên cái đèo rú cạo này. Cái đường lên quanh núi nhỏ rất là đẹp quý vị, núi Tao Phùng á, đây nhìn xa về biển nè. Giờ này là gần tới hoàng hôn rồi, chỗ này lên ngắm hoàng hôn là tuyệt vời luôn quý vị. Đình nhìn phía sau lưng của tượng Chúa Kitô nè. Giờ đây vì có cái đường nè, ngã ba này mình đi thẳng luôn mà là mình sẽ ra cái con đường trong núi mà đường cùng. Cái này thì rẽ rẽ phải nha, đi xuống thôi phía dưới. Đấy, gặp biển rất là đẹp, cảnh đẹp lung linh luôn. Rất là đẹp quý vị, các cái phượng thủ thì nghĩ trong tương lai mà biết cái cung này thì thế nào cũng sẽ đi thử cho biết thôi. Đó có cái quán giải khát bán tương đối vì 20-30 ngàn một ly thôi, thích thì có thể thân tóc. Đường cũng tương đối dễ đi vì không khó lắm, cái đoạn này chứ hơi cái không phải đường nhựa thôi. Đi xuống sẽ đi ngang khu vực ở cái quán cà phê Lightroom về Lightroom Studio. Đây
đây nhìn về khu vực ở cái núi lớn. Chỗ này đi thẳng ra ngoài ra khu vực ở cái cao ba bên tay kép, đây đi thẳng ngoài là bên tay phải này, vì là lên cái ngọn hải đăng á. Chỗ này thì em sẽ đi thẳng ra phía ngoài ha, ra đường chỗ này đường Quảng Trung, Quảng Trung hay là Hạ Long gì cái đoạn này đồng nhiên họ Hạ Long. Ở đây ra đường hải đăng với lại giáp với lại cái đường phía ngoài này vậy. Đây cái bãi trước rồi nè quý vị. Giờ đây cảm ơn quý vị là nhiều đã cùng Jim chiêm ngưỡng cái khu vực đèo Rú Cạo. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.